Chào Nhật, xin chào các bác. Em lên sóng giới thiệu các bác hai con máy lọc sáp tháp với cái giá thanh lý rẻ như cho. Hai chiếc này em bán 1 triệu một chiếc nhé. Giá 1 triệu một chiếc ạ. Giá chi phí vận chuyển. Cả hai máy đều đấu biến áp điện 220V rồi. Tình trạng tất cả hoạt động ngon lành hết, bảo hành 1 năm cho các bác. Hai con đều điện 220V hết rồi các bác nhé. KCD40 này. Tình trạng tất cả mọi chức năng hoạt động tốt. Công nghệ ion khử khuẩn, ion lọc khí buồng, lọc khí buồng các kiểu nhé. Chung là máy hoạt động tình trạng tốt. Con số 3, con số 4. Đấy. Màng ẩm thì đây các bác xem. Màng tạo ẩm thay mới rồi nhé. Giá thanh lý rẻ như cho luôn 1 triệu. Đấy. Con này thì vẫn màng zin nhé. Các bác nhé, con này vẫn màng zin còn đẹp này. Đấy. Con này thì đây, cũng màng ẩm cũng thay mới luôn, đẹp long lanh này. Màng HEPA thay mới, đẹp nguyên ni lông này. Đợt này em còn nhiều những cái dòng này bán bớt cho rộng nhà. Các bác nào đang cần một con máy lọc khí ngon bột rẻ, các bác sử dụng khi gia đình các bác lấy nhé. Con này đời 2015 này. Con này đời 2013. Đây. Giá 1 triệu một chiếc, các bác nào lấy thì các bác alo cho em nhé. Bảo hành 1 năm luôn. Tất cả tình trạng hoạt động ngon lành. Chào các bác.